nhá, chào mừng em trở lại kênh của mình. Hôm nay mình lại đang cận cảnh bàn giao cho một người anh ở Hưng Yên. Anh ấy hôm nọ thì có lắp full nồi chơi con DHD nhà mình và có đặt mình là khi nào có Chago về nhớ báo với anh. Hôm nay thì về thì mình gửi cho anh trai đôi giày Chago các bạn nhá. Để muốn chơi được còi cơ Chago thì các bạn sẽ phải dùng một số cái cút chuyển đổi ra đường hơi, và thứ hai là phải mua thêm một con Zone. Thì mình khuyên anh em là dùng con Zone Q1 cũng được. Con Zone Q1 xịn Hàn Quốc các bạn nhá. Đây các bạn này, con Zone Q1 xịn Hàn Quốc. Xịn 100% Hàn Quốc các bạn nhá, chứ không phải là hàng Trung Quốc nhái đâu các bạn. Xịn 100% Hàn Quốc đây. Các bạn mua con Zone này, đây là Zone Q1 xịn Hàn Quốc đây. Đó, con này đánh rất là hay, đánh nhịp đều và tiếng rất là hay luôn. Đấy, coi hay rồi nhưng mà phải Zone hay nữa thì đánh hơi nó mới chuẩn các bạn nhá. Đó, con là Zone Q1. Chúng ta hai con còi này dùng duy nhất một con Zone thôi, không cần phải nhất thiết là hai con. Chúng ta dùng một con còi thôi, vì con còi này nó rất là ít thôi, ăn rất là nhẹ thôi. Và thứ hai là chúng ta dùng một con nghe nó cũng đủ để dồn được hai con này các bạn nhá. Đấy, vì bản thân còi hơi Chago ăn rất là ấm tiếng. Đấy, chúng ta sẽ dùng một cút nối nhanh 6 các bạn, nối nhanh 6 bắt vào đây. Và chúng ta sẽ phải mua thêm một cái cút chạc 3, cút hơi chạc 3, để từ chạc hơi chạc 3 chúng ta cắm vào đây. Các bạn hình dung không ạ? Đây là đường hơi vào còi này, đường hơi vào còi đúng không các bạn? Đây là còi, và đây là đường hơi vào, và đây là đường hơi vào còi. Thì chúng ta sẽ phải mua thêm một cái cút chuyển đổi vào đây nữa thì nó mới ra được hơi các bạn nhé, thì nó mới bắt được cái còi này. Đây, hôm nay thì mình sẽ chế sẵn toàn bộ đường ống hơi để cho bạn vừa gắn mắt vào xe là xong thôi. Cả khi các bạn mua đôi còi Chago nhá thì bản thân là có thể mua thêm một số các vận dụng khi tiêu tiết thêm nữa. Ví dụ như cái còi con Zone đây, con Zone Q1 thì các bạn sẽ phải mua cái cút mà để xoáy được vào cái đầu này đầu đường hơi gọi là hơi ra còi các bạn nhá, hơi ra còi đây. Đây hơi ra còi bên này này, còn đây là hơi vào còi các bạn nhá. Đó, thì hơi vào còi nó sẽ nằm ở phía bên mặt trên, còn đây là hơi ra còi nằm ở chân dưới. Thì bản thân cái con này nó khi nó xoáy vào còi như này thì là gen này nó sẽ là hơi ra còi, còn con này là sẽ hơi vào còi các bạn nhá. Đấy, con này hơi vào còi là các bạn này, đường hơi vào, và đây đường hơi ra còi. Đó, thì hơi từ hơi ra còi thì chúng ta phải chia tiếp. Đây là mình đang dùng cút 6 là đúng nguyên bản của còi này, thì các bạn để chia nhỉ. Còn bình thường mà anh em mua được cái cút này biến thành cút 6 thì các bạn sẽ mua luôn thành cút 6. Còn đây mình không có thì mình sẽ nối làm ba lớp. Đây là từ 12 xuống 8, xuống 8 xuống 6. Đấy, các bạn nối vào đây, 6 như này. Để từ ra hai cái này nó sẽ ra hai cái hơi còi ở đầu kia. Đây các bạn này, hình dung các bạn hình như này. Đây. Đấy các bạn thấy không? Hình dung không? Đây là đường hơi vào này, đường hơi ra này. Đây là mình đang chuyển đổi, mình không có cút xuống 6, mình đang chuyển đổi là 3 lớp. Từ 12 xuống 8, 8 xuống 6. 6 thì chia làm hai cái, một cái vào đây. Và một cái bên này là cái còi bên này nữa. Đó các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn. Đây các bạn nhìn này, hình dung này. Đấy các bạn hình dung không? Một con sẽ ăn vào đây, một con ăn vào đây, thế là cái còi này sẽ kêu. Đấy, rất là đơn giản luôn, còn các bạn cứ cho hơi vào nó kêu thôi. Còn dây điện thì dây điện Zone này thì đơn giản các bạn, đây nó sẽ có hai màu. Màu đen thì nó là truyền thống là dây mát rồi. Còn cái dây màu này của nó là dây đỏ. Đỏ với cam thì nó truyền thống là lửa rồi, thì các bạn cứ ví vào nhá các bạn nhá. Con này thì dùng được cho quả 242, con Zone này là các bạn này. Nhưng mà các bạn mua Zone đúng nguồn thì nghe nó đánh hay hơn. Và các bạn có thể thích nghe nhịp gọi là nháy nhanh hơn thì các bạn mua Zone 12. Đấy các bạn nhá, đây đôi còi Chago xịn này, sản xuất năm 2019. Sản xuất tại Italia các bạn nhá, nước châu Âu. Đó các bạn nhá, căng đét luôn, xịn sò 100% luôn các bạn nhá. Xịn sò 100% luôn, đúng là Mobit luôn, không bao giờ bán đồ tàu các bạn nhá. Còi tàu mình không làm các bạn nhá. Đó, ok cho anh em. Đấy là chi tiết qua về cái những cái vật dụng mà các bạn sẽ cần phải mua để cho ra một tiếng còi hơi nghe nó hay hơn. Ok cho anh em, có gì anh em ủng hộ mình nhá. Các số điện thoại là 0978823 và 0978283. Anh em vào nhớ cái phụ đồ của tôi Nhật Đức nhá, có mũi tên nhá các bạn nhá.